Sau khi uống quá nhiều cà phê lại cảm thấy trống vắng khó chịu. Cơ thể chúng ta luôn có một nguồn năng lượng liên tục nhờ phân tách phân tử chứa nhiều năng lượng gọi là ATP. Quá trình đó giải phóng adenosine. Các adenosine này sẽ liên kết với các thụ thể trong não bộ, kích hoạt các phản ứng sinh hóa từ đó làm cho các tín hiệu neuron di chuyển chậm lại và làm chậm sự giải phóng các phân tử quan trọng khác trong não khiến bạn cảm thấy buồn ngủ. Do caffeine và adenosine có cấu trúc phân tử gần giống nhau, đủ để giả dạng adenosine liên kết với các thụ thể trong não, nhưng không đủ giống để kích hoạt chúng. Điều này giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và không buồn ngủ. Ngoài ra, trong não còn có một chất khác gọi là dopamine, khi các thụ thể liên kết với dopamine sẽ giúp tăng cảm giác vui vẻ, cảm xúc tích cực. Nhưng khi adenosine liên kết với những thụ thể này trước, nó sẽ thu hẹp các thụ thể và không cho dopamine liên kết nữa. Còn caffeine thì khác, khi chiếm chỗ của adenosine, nó vẫn còn tạo đủ khoảng trống cho dopamine sẽ len vào từ đó, giúp bộ não hưng phấn hơn. Uống cà phê như thế nào tốt? Có bằng chứng cho thấy cà phê có những lợi ích lâu dài như giảm nguy cơ mắc các bệnh Parkinson, Alzheimer và một số loại ung thư. Cà phê in cũng có thể tăng khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim và thậm chí là mang lại cơ hội kéo dài tuổi thọ thêm một chút. Tất nhiên, không phải tất cả các tác dụng của cà phê in đều có lợi. Nó có thể làm bạn cảm thấy tốt hơn và tỉnh táo hơn, nhưng nó cũng sẽ làm tăng nhịp tim và huyết áp, làm gia tăng tình trạng mất ngủ và lo lắng. Nếu quá làm dụng cà phê in, thì cơ thể sẽ phản ứng bằng cách gia tăng lượng thụ thể trong não, đồng nghĩa với lượng cà phê mà bạn cần để lấp đầy các thụ thể này sẽ ngày càng tăng. Một khi bạn đột ngột ngừng cà phê in, bạn sẽ cảm thấy trống vắng khó chịu vì quá nhiều các thụ thể dư thừa được lấp bởi adenosine gây ra các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và tâm trạng chán nản, chậm chạp và cáu kỉnh. Nhưng chỉ trong vài ngày, những thụ cảm thừa sẽ biến mất, cơ thể bạn sẽ tự điều chỉnh lại và bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo kể cả khi không có cà phê in. Vì vậy bạn cần lưu ý những nguyên tắc khi sử dụng cà phê không gây hại sức khỏe. Dưới đây, 1 sử dụng cà phê càng ít càng tốt, tối đa từ 1 đến 4 cốc cà phê mỗi ngày, tức là nạp vào khoảng 400mg cà phê in trong mỗi 24 giờ thì không gặp nguy hiểm gì cho sức khỏe. 2. Hạn chế cho thêm nhiều đường hay các phụ gia khác vừa mất đi lợi ích của cà phê in vừa gây hại đối với sức khỏe. 3. Nên uống cà phê cách ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ. Chúc bạn sức khỏe và có những trải nghiệm tốt với món đồ uống yêu thích của mình. Thông Thái xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.